Và đó là chấp lỗi à. Ui, ui. Ui, Kathleen 3 sao á? Lobby gì đấy? Samira 3. Ủa, song sinh, binh đoàn, bạn thân. Ông ấy lõi thế giới thế. Alo. Come on, what the fuck is this game, baby? tôi kiếm con cá thớt các bạn. Tôi kiếm cá thớt. Tất nhiên là mọi người sẽ vote cái này nhiều rồi đúng không? Mọi cho bị thành phần và thưởng nâng cấp à? Tôi sẽ vote một mình tôi thưởng nâng cấp. Bét đổ thừa nữa. Từ nhá, quên mất hôm qua bọn tôi chơi để lại cái cấu hình gọi là tràn màn hình rồi. Hỏng rồi. Tôi phải tắt cái chế độ tràn màn hình đi đã. Hỏi sao nãy giờ nó bị lắc lắc. Chơi game mà để bị toàn màn hình nên là nó bị lát. Xử lý nó chỉ được tầm 40% phong độ thôi. Không cao lắm. Làm cái top 8 đầu ngày đẹp luôn. Đẹp keng luôn đấy chứ. Cày thế nhờ. Fan cứng à? Fan cứng mà có 4 fan cứng à? Một con vệ binh nữa à? Ui ôi, Na 2 à? Ê, đây là tôi này lắp lại ta, tôi cần cả hai con á. Tôi sau tôi cần lên cả con này, tôi chuẩn lắp lại luôn các bạn này. Lắp lại luôn. Tuần sau tôi vừa mua con này, tôi vừa up level, đủ tiền không ta? Hình như là tôi không đủ tiền thì phải. Tuần sau up level là giới hạn của mình rồi. Năm tiền mà đúng không? Năm tiền không đủ anh em ạ. Nhạc Giang ấy thì đầu này ngon thế, lại còn một form fan cứng nữa chứ. Đồ thì có một cái giảm giáp cộng với một cái vô cực này. Ê, nhạc Giang đó cưng được này. Làm luôn. Mép còn có cái này nữa. Game này top 8 100k anh ơi à, làm sao top 8 được nữa? Anh chọn cái lõi mạnh nhất vũ trụ như này rồi, làm sao top 8 được nữa? Mẹ, ông này đang cầu thắng để mua thêm một con vào cho full slot à? Đừng bảo là ông này bừa bộn nhưng mà tân đầu tiên không đủ slot nhá. Vắng đầu trong luôn đấy. Chứ bài tôi mạnh lắm, tôi không thua được đâu. Rồi ông này bừa bộn tân đầu tiên thiếu slot thật rồi. Lên Kata 2 có một con Midforten nhìn đã thấy hết tiền rồi. Hỏng rồi. Có mua con gì không? Mất một tân bừa bộn luôn. Hay quá rồi. Hay quá. Hay quá bạn ơi. Tự tin vào con Kata 2 à, tưởng thắng à. Thực sự là mất một tuần bừa bộn các bạn ạ. Thực sự là mất luôn đấy chứ. Hehehehe.
Bài đẹp thôi, bài đẹp rồi, bài đẹp rồi. Bài tôi phát triển là đẹp rồi, đẹp keng. Đẹp con. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp thế nhỉ. Nhạc trao đổi công kích 3 lõi thì được 20 máu tối đa, thì stack máu dần. Không, anh đang tính rồi, anh đang tính rồi, nhưng mà nó không lợi hại. Anh bây giờ lỡ thắng rồi, anh phải có win streak đã. Anh lấy tiền anh up level rồi anh nuôi, còn chẳng hạn như thua thì anh sẽ cho ra và nuôi. Đấy, tính cả rồi, không phải là ngẫu nhiên các bạn ơi. Các bạn mất có 40 máu trên người hai con thôi, không sao cả. Bạn chiêu chiêu, không? Bạn phải chiêu chiêu á. Thấy cái gì chưa? Cái sự chiêu chiêu làm cho chúng ta được đánh đổi lại những cái gì? Các bạn thấy chưa? Cái sự chiêu chiêu này nó làm cho chúng ta được đánh đổi với những cái thứ như thế này. Chẳng lý do gì không chiêu cả. Ừ, bây giờ như này nó kích được nhiều hệ hơn không? Cũng thế à. Còn căn bản chúng ta được win streak nữa. Hướng tới win streak chứ. Spammer ra. Ơ kìa, bây giờ mới chơi một ván lại cứ spammer thôi. Hỏng bét rồi. Spammer hurt steel đây này các bạn này. Nhưng mà spammer hurt steel nghe oai vãi đá. Spammer ra nghe hèn thế nhở. Ủa là sao ta? Spammer hurt steel nghe sang quá cả đá. Spammer ra nghe hèn nhở. Không được, không phải là spammer á. Bài cứ tự ra như thế này à? Tôi chỉ sợ nhất là cái bản đồ này thì nó ra xẻng. Cái bài này ra xẻng khó chơi lắm. Không hiện hình luôn mà. Echo có mấy con mà kích hệ trong bài này không? Có là mình nhặt luôn là đẹp. Một rác, một đai máu. Rác thì có đồ lắp được luôn, nhưng mà đai máu cũng được. Đai máu làm tí đồ tanh nữa cũng ok á. Ủa, bài đã cứ tự ra ấy nhở. Bây giờ bỏ con này vào thì có thêm một cái chu đan khi kết hợp cùng với cả con này. Chẳng hạn như thế thì mình sẽ được 4 hệ. 4 hệ thì được tăng cái gì không? 5 hệ cơ, 2% tốc độ đánh. Lại phải chiêu chiêu. Nếu như bây giờ nhá, mình cho con Lulu này vào. Mình vẫn chưa kích được thêm hệ. Nhưng mà đây mà là con Echo thì mình sẽ kích được thêm hệ, đúng chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý. Thế thôi bình tĩnh, mình lại chiêu tiếp. Mà mình vẫn đang có win streak, không việc gì phải lo cả. Đánh bát carry khỏe hơn à. Lắp giảm giáp rồi, phải là mid Fortune á. Check tiền chờ anh ơi, ok Nguyễn Minh Thành ơi. Hôm trước Nguyễn Minh Thành là người nhận được một cốt đúng không? Để tí nữa ở livestream anh sẽ check inbox xong anh sẽ gửi quà cho mọi người. Chơi game dễ này bảo sao lại không lên điểm á? Có không đấy? Làm sao dễ không em Marit được? Marit chơi game dễ chứ anh Mạnh chơi game dễ gì bro? Anh Mạnh chơi game khó mà, chọn cái thế này là ok mà. Quan trọng là những con kia thì tí bán chứ nuôi làm gì anh ơi á. Mình chỉ nuôi mid for với cả bạc thôi mà. Tức là bây giờ các bạn đạt điều kiện kích càng nhiều hệ thì các bạn boost được cho hai con này càng nhiều. Thì tôi đang cố gắng tìm cái điều kiện nào đấy để tôi có thể kích hệ mắc binh cho hai con này, nhưng mà tôi chưa tìm được. Bây giờ chúng ta lên thẳng level 6, chúng ta kẹp thêm con này, đâu được gì đâu. Chúng ta kẹp thêm con Lulu, đâu được gì đâu. Chúng ta được thêm mỗi hệ 2 pop à, là 4 hệ. Mà cái này cần phải 3 hệ, 5 hệ và 7 hệ cơ. Nên là bây giờ phải chờ cả Kennen, cả Echo, cả một con Kai'Sa. Đây tôi vẽ luôn. Cái bài thật là cơ bản, đơn giản. Bạt, Kai'Sa, Echo, Midfall, Neko. Đây đúng không? Đây là form level 7 đúng không? Chuẩn bài, game trước đánh bài Viron. Game này đánh lại bài Viron nữa. Chỉ up level và Viron. À chỉ Viron ở level 7 rồi sau đấy mới up level. Đẹp. Đánh lại còn có win streak. Nghệ. Lại là cả củ. Spam mở thuộc rồi cần gì phải vẽ à anh ơi à. Lại spam cây chua.
Mà Rick lại khi anh mạnh phải giả vờ top 8 một ván mới có con tem thì chứ à. Không có giả vờ nhá. Top 8 là bởi vì mình đen á. Không có giả vờ gì hết. Lên level thì mình kẹp được thêm một con Kennen này, đúng không? Thì mình sẽ được thêm một hệ hộ pháp nữa này. Con Na này bây giờ mình bỏ luôn thì mình tiết kiệm tiền không? Hay là bán luôn Lilia này đi và chờ một con siêu sao bát luôn. Bây giờ bán luôn Lilia cũng được. Nhưng mà đang win streak nó lại mất cái bài đẹp đi ấy, nó lại mất hay ấy. Lên level 6 kẹp thêm một hệ vào thôi. Chiêu chiêu sương sương vậy thôi. Bài này mà có win streak tội gì không giữ. Có không giữ tí mất đừng tìm. Con Seraphine này có thể kích được KDA nhưng mà cũng phải là level 7 mới cho vào được đúng không? Neko để tự ra thì mình đành phải giữ thôi đúng không? Một cái nước mắt làm một cái Sojin này cho con bạc đành phải làm thôi đúng không? Đấy, nó vào những cái thế mà đành phải làm rồi. Hợp lý chưa? Bây giờ con này lên, con này lên. Chắc chắn là 5 hệ rồi đúng không? Vậy mình kẹp con Kai'Sa này vào có KDA chắc chắn là 5 hệ rồi. Con này bỏ qua thôi. 5 hệ, bây giờ thêm một con Echo vào đây, xong vứt con Kennen vào 7 hệ, đẹp. Con này trước không? Để bán con này đi tiết kiệm tiền. Bây giờ lắp đồ cho con này. Lắp đồ thì nó ra siêu sao thì hơi cực. Nhưng mà đang win streak lắp đồ luôn đấy. Cho con bạc một này cầm một cái Sojin thì nghe nó bỏng quá. Phải lắp chứ. Bài cứ tự ra thế nhỉ. Bài tự ra sướng thế nhỉ à. Nghèo điên à. Không nghèo, không nghèo. Bài này không nghèo bro. Bài này không nghèo tí nào nha. 3.1 win streak 6 cứ nghèo thôi. Ui động lực cuối cùng không. Đánh xong rồi lên level 9 lên level 10 luôn. Để nhân sự thì có một Nico. Kho báu chôn giấu thì đánh win streak. Động lực cuối cùng thì lên level 10. Chắc chắn là không động lực rồi đúng không? Bây giờ mình lấy một cái tuyển nhân sự không? Một cái khảm cũng ngon. Khảm đánh 2 carry ngon á. Ơ lấy tuyển nhân sự đi, kích hệ eo sớm nhá. Lấy tuyển nhân sự đi, kích được hệ eo sớm các bạn ạ. Ờ. Bây giờ tôi cần có con gì nữa? Một con Echo à? Tôi chờ Echo sao giờ? Lấy con bát vào lấy tuyển tuyển sắc thì cũng chỉ là 6 hệ thôi. Vẫn phải làm một con Echo đấy. Thì mới đủ hệ, đúng không? Lấy một con vệ binh thì cũng chỉ có 6 hệ thôi. Phải là con Echo thì mới là 7 hệ. 7 hệ là bắt đầu stack full luôn. Loại 1 đánh nhau sâu khỏe rồi. Thôi loại 2 lấy một cái Neko với cả một cái giáp chết là đẹp. Như vậy là ở level 6 mình có thể đủ form luôn. Nếu như mình thích. Ừ. Nghe thế giới nhở. Tự dưng thấy bài thế giới vãi trưởng. Ngon thế. Xong rồi tên này tự ra một con Neko 2 với một con Echo không? Cho con này vào cũng thế đúng không? Hai con này tác dụng như nhau. Thêm con này có tí tự đánh. Rôn một cái không? Xem ra Echo không? Cái nữa không? EDM tuyệt sắc. Thích được thêm hai hệ, bỏ con này đi, đổ con này vào 7 hệ. Ai giời ơi. Khéo thế nhỏ. Khéo thế nhỏ, bắt tạo con này 7 hệ. 7 hệ stack số. Được chưa? Xong mất switch luôn. Mau fuck. Không gặp ngay ông này mất trick luôn. À ừ nhỏ quên không chọn ADM luôn. quên hết.
Mình đang thừa một đai máu à. Dắt lửa luôn không? Giảm giác thì không cần nữa rồi. Dây chuyền chuộc tội thì mất rồi. Chắc chắn là còn mỗi kháng phép để lấy rồi. Thôi cùng lắm về mình đập cái kháng phép này đi. Khéo nhưng mà mất switch. Cày thế. Thôi lên 7 roll vậy. Không, được cái là mình stack số được cho hai con da này từ sớm các bạn ạ. Ừ, cũng được. Với cả mình đã không có win streak nên mình không cần phải đập đồ vội. Chiêu chiêu. Được. Ảnh hưởng ứng em chè 10 hết tiêu à? Chè vừa được 10 hết tiêu à anh em? Mấy ván tôi xem là toàn 9 hết tiêu đã lên được 10 đâu. Lên được 10 rồi à? Ủa ngồi lắc đam lại to điên đi chứ. Thế mà tuần trước mình thua nhở? Chắc tại tuần trước mình không chọn EDM ấy. Bắn nó ít lần quá nên mình thua. Chứ tuần trước mình chọn khi mình win streak tiếp rồi chứ. Lilia. Lilia 2 sao rồi bỏ qua đi. Lên level 7. Kiếm một con này, kiếm một con nọ. Cho vào, xong. Roll. Hợp lý. Bài khỏe quá. Bài này lại ok la quá. Thế tuần này bán con này đi, tuần sau lên level free. Và đó là GG. Ui trời ơi. Rapper theo vần đứng phải gọi là đái. À chưa lên được thì chết à. Một trưởng có mất máu. Trưởng thứ hai chắc chắn vẫn sẽ là chưa mất máu lắm. Nhưng trưởng thứ ba thì nó là... Ôi bắn trượt. Cái đậu. Nhưng nó phải là nhưng. Cái chữ nhưng ấy nó mới là chữ quan trọng ấy. Được chưa? Mấy ông diễn viên thì ngồi ngắm ba cái xẻng ăn top 8 em chè content à? Không đẹp mà, tôi tính hết rồi. Ngon chưa? Bắt tạo này không? Chưa có fan cứng nhưng có bắt không? Tuyệt sắc kìa. Không trích lỏ được nhở. Cho vào nuôi thêm máu. Nuôi thêm máu cho một con nữa. Một cái Sojin đi. Cái gậy được. Một cái kháng phép là một cái vuốt rồng à. Không đẹp lắm. Mid for tự lên 2. Ủa. Chay không siêu sao á? Ủa? Ê từ nhá. Sáu hệ nha, chưa có con ấy á, chưa có con Echo á. Lên chay không siêu sao à? Hỏng nặng đấy các bạn ạ. Bây giờ phải kiếm một con bát ra thôi. Ui. Con ten không? Con ten nhá. Một chút con ten nhá. Ây da. Và đó là chấp lỗi à. Ui cái gì đây trời ơi. Cái gì vậy trời ơi. Trời ơi cái quăng què gì đây. Ôi cút luôn rồi cái game này.
trời ơi. Mẹ đi tê tê. Ui mẹ mẹ. Trời ơi. Mẹ. Chấp lỗi, chấp lỗi, chấp lỗi, chấp lỗi, chấp lỗi. Chấp lỗi. Chịu rồi. Chấp lỗi, chấp lỗi, chịu rồi. Chấp lỗi rồi, chịu ơi, đẹp thế. À, Shiba. Sao lại chơi kiểu chấp lỗi này các bạn? Chấp luôn cái lỗi ra rồi. Ê, chấp luôn cái lỗi ra rồi, sao chơi? Hỏng bét rồi đây. Tôi tự cảm thấy hỏng bét rồi đây. Ai à, ai à. Chấp quả lỗi nặng thế. Hai nhà 4 tiền 3 sao ha. Hai nhà 4 tiền 3 sao ha. Chết rồi, tôi quên thay rồi. Mải cười quá anh em ơi. Tôi mải cười quá. Tôi quên thay rồi. Virgo luôn mà. Có một con ca thớt để dành rồi. Không phải sợ. Chỉ cần kích đủ hệ là được rồi các bạn ơi. À, không bây giờ kẹp gì ra nữa các bạn. Bây giờ chả có gia dục gì cả. Bây giờ chấp tại cái lõi 1 luôn. Chấp nhận thôi. Tại mày tôi phải chấp nhận đen rồi. Bây giờ cần một đồ regen này. Cần đồ regen cho con này này. Ê, làm mẹ cái giáp máu không? Đập cái đai máu, đập cái đai máu không? Đập cái đai máu đi, biết đâu ra một cái mảnh BS là đẹp. Hoặc là nhịn thêm tuần nữa, chờ ra 28 tiền lên đấy. Lên kiếm siêu sao đấy. Cây DA thật sự luôn á. Ủa? Vội á, vội á, lấy vội luôn á. Ê, bây giờ lấy đâu ra mấy con fan cứng rồi các bạn. Lilia, Kenen, Neko. Gì ra hết đấy. Gì ra đấy. Bây giờ bỏ hai penta đi không? Bỏ cá thớt này. Bỏ fan bỏ bọn thánh giá rẻ đi không? Đánh con Damari thế hơi phèn nhỉ. Đánh con Damari phèn quá thì con này đang là con 3 sao của mình rồi, mình không đánh bằng điều kiện của nó thì nghe nó hơi phèn đấy. Thất 3 tầm này ok, vẫn lo được. Lo được, lo được. Nhưng mà là mai lo không? Lo luôn chứ. Làm gì có chuyện mai lo. Ờ, thay tạm con Na ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chưa có fan cứng thì cứ thay tạm bằng con Na đấy. Đẹp. Như này đấy. Rồi, ok. Nhìn bài trồn thế nhở. Nhìn bài kích hệ mệt thế nhở. Thực sự là mệt luôn đấy chứ. Level 8 mà lại hai con 4 tiền 3 sao thì bú. Nghe cô không? Vách này. Hai con Echo à? Bán Echo luôn. Tiết kiệm tiền thôi.
thuật sư không? Đánh bằng 5 peta cho khỏe. Bỏ thuật sư đánh bằng 5 peta đi cho con này nó khỏe hẳn lên tí. Nam của con kia cũng chỉ là một rùi mũi thôi mà. Được đấy. Đang thiếu giảm heal à? Bài này cần gì giảm heal anh em? Đấy, vẫn còn đang dư này, tôi chưa một lắp này. Bài này sốc đang là chết người ta rồi. Ê, tôi bảo tôi roll nốt nhá. Bây giờ chưa có ai ôm cả, chưa ai để ý cả. Tôi làm tới nhá các bạn ơi. Xuân cứt, chó chó, xuân lìn, đi xuân cứt. Đi xuân chó. Đi xuân lìn. Cho người ba fan cứng này trả value tí nào nhở? Lên 9 roll nó dễ á, nhưng mà tôi chỉ sợ tôi bây giờ tôi lên 9 thì là ôm mất ấy. Nó bị muộn quá ấy, phải không? Chứ tôi đương nhiên lên 9 roll nó dễ hơn rồi. Bây giờ tôi không cần fan cứng luôn đi. Bây giờ tôi để lại 5 penta nhá, tôi đánh bằng con Ari phụ rồi thôi, tôi bỏ con Ari chính ra ngoài luôn. Như vậy mất KDA à? Không ngon lắm nhở? Ok, KDA đang ngon đấy. Đi đúng không? Như này đi. Như này vẫn đẹp này. Như này là 5 penta này. 3 thành ra rẻ này, 3 cây DA này. Không fan cứng này, đồ fan cứng này đâu cần đâu đúng không? Con này bỏ liệu rồi này. Con này thích thì mình cho vào này. À quên, mình thừa con này mà. Mình còn thừa con béo mà. Mình còn thừa fan cứng, con béo mà anh em. Ui, Caitlyn 3 sao á. Lobby gì đấy? Bên này Omari luôn, Loki lên level Omari của tôi luôn. Cặp thế. Bài này khỏe thế. Bài này level 10 khỏe điên. Động lực cuối cùng là ném đá chọc gậy à? Khỏe thế. Lại xin lỗi, anh nhiều máu như thế này thì mày đấm anh đi chứ không tí mày lại cút bây giờ. Anh nhiều máu mày phải đấm anh chứ. Trời, liên quan gì, xin lỗi, what the fuck man. Cái này đấy. Em bắt buộc rồi à? Em bắt buộc rồi, ông ấy nói buồn cười vậy đấy. Ông đấm tôi đi chứ ông bây giờ còn để tôi đấm nữa thì mà ông cúc luôn à. À không biết là cái gì luôn. Cái này không? Cái này nó trâu hẳn luôn không? Bây giờ lên level 10 kẹp được thêm cái gì? Ông ấy ôm hẳn 2 Ari luôn á. khó đấy, hay là đập đi. Dở rồi, cú đập này hơi dở rồi. Biết thế nhất thì khăn nhở, nhìn cái bài này tôi đã lắp cái khăn luôn rồi. Mẹ, nhìn cái bài này kinh quá. Ủa ôi, cái bài này kinh quá. Thôi tôi chiêu trôn tí rồi, tôi áp cái level ấy. Bạn Loki ấy, bây giờ bạn ôm hơi ác rồi, nên là bây giờ mình phải chiêu lên level á. Samira 3. Ủa ôi, song sinh, binh đoàn, bạn thân. Ông phải lõi thế giới thế. 6 đa phủ 3 hộ pháp. Lên level kẹp 7 penta. Kẹp được, kẹp thoải mái 7 penta. Dư xăng, bỏ con này đi bây giờ vẫn đủ KDA mà. Mẹ bài ông này thôi. Ui lobby này ai cũng quỷ luôn đấy chứ. Thành ra bạn Kata này là chịu nhiều đớn đau nhất à? Ông ấy có một nhà cá thớt 3. Vẫn lên cá thớt 2 à? À nhà cá thớt 3 đi rồi à? Các bạn cũng gặp quỷ xong rồi cũng đi rồi.
Lobby quỷ thật sự chứ. Lobby quỷ thật sự chứ. Được đấy. Pantheon 3. Sắc, ông ấy được quả bài pro thật sự luôn các bạn nhìn này. Song sinh Amu. Song sinh Trick, ở song sinh Trick hơi thừa tí nhỉ. Để song sinh Pan thì có lẽ là khá đẹp. Nhưng mà Trick cũng có đồ mà, bởi vì nhà bất tận mà, thôi để song sinh Trick đẹp. Ông bài bạn ấy là cũng hết đường binh rồi đấy. Lobby toàn bài hết đường binh thôi. Tôi này được nhiều tiền đấy. Vệ binh rồi đúng không? Hơi dư đúng không? Từ nhá. Thì tôi vớt ở đâu ra được một con này ấy? Các bạn ạ? À bạn này bạn bán đi một con Vatoru ra luôn à? Ảo nhờ. Con này Vigo và móng Steroid hơi khỏe tí thôi. Hơi khỏe tí thôi xong đấm bạn rồi. Ui. Đây rồi. Đôi giày là đây rồi. Alo. Come on, what the fuck is this game, baby? What the fuck is this game? Come on. Bạn Samira này build bài hay vãi trưởng rồi, nhưng mà trận này đúng là lobby bị quỷ ấy. Bạn này bạn build bài không thể pro hơn rồi. Em thề là em bán mà. Thì anh có nói gì đâu bro. Ấn Penta. Ui, thú thế. Cái bài thú thế, thú thật sự luôn chứ. Bà nó cọc cằn gaming vậy. Tôi kiếm con cà thớt các bạn. Tôi kiếm con cà thớt 3 không được. Gì? Để tôi kiếm con cà thớt 3 vậy. Đéo thở được. Chuyện đéo thở được.